Thầy Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung Phong Thủy. Hôm nay có cái bài nói về trò chuyện cũng như là những cái mà người ta hay hỏi ha. Thầy ta hỏi nó: thầy ơi, thầy mình có cải số được không? Câu đầu tiên, có cải số được hay không? Thầy Trung xin trả lời là cải số được. Cải số được. Số mình nghèo thì mình phải chịu ha, cần cù siêng năng ha. Nhỏ thì mình sinh ra thì mình ráng học, thí dụ như mình không giỏi ha, không giỏi về chữ nghĩa thì chúng ta phải học một cái nghề, nhất nghệ tinh thì nhất thinh dinh, một cái nghề gì cũng được, dù sang hay hèn ha, mình phải là có một cái nghề chân chính để mình sống. Dù hoàn cảnh nào, dù khó khăn cỡ nào thì mình vẫn có ngày ba bữa cơm mình ăn. Thí dụ thầy nói những cái nghề giống như mình, thí dụ như bơm bánh xe thôi ha, giá xe để một đường thì một ngày thì nào mình cũng kiếm được, không có mình cũng có đủ ăn ha, đủ cái ăn bỏ vô trong miệng đó. Đối với những cái người mà thầy nói là cái bần cùng lắm thì cái nghề gì đó. Rồi thứ hai nữa ha, mình sinh ra thì đối với cái người mình phải có sức khỏe tốt ha. Cái sức khỏe là quan trọng nhất. Con người không sức khỏe là không, là mất đi cái tài ha. Sức khỏe là cái nguồn năng lượng ha, là cái nguồn mà tài lộc dồi dào nhất của con người ha. Khi chúng ta bệnh hoạn là chúng ta không thể nào làm được ha. Bởi mỗi người trên cái tướng số ha, mình có mắt mũi tai chân lành lặn từ trên dưới là mình hưởng được một cái phúc đức của ông bà để lại là cũng rất là may mắn, hơn những cái người mà người ta gọi là không được may mắn như mình. Mình còn tay còn chân thì mình phải siêng năng lên đó, mình đừng có rên đó. Nó thầy ơi khổ quá, thầy ơi khổ quá, giờ làm sao thầy ơi, làm hoài thất bại hoài. Cái chuyện thất bại là bình thường, trên đời không có ai hồi nhỏ lớn giờ sanh ra mà làm một cái mà thành công hoài á. Có những người làm xong mà cũng thành công thiệt, nhưng mà cũng có ai mà thành công cái gì cũng thành công. Nhưng mà mình gọi là thành công mà ít, thất bại thì nhiều cũng được, nhưng mà thà thành công còn hơn là không có thành công. Thầy khuyên những người mà cái mạng mình không tốt thì mình nên làm cái việc nhỏ, mạng mình lớn thì mình có thể làm được việc lớn, mình gánh vác đảm nhiệm được trách nhiệm nhiều. Còn những người cái mình mạng mình nhỏ quá thì mình cố gắng cái số mình không làm quan, mà là mình cũng bon chen vào vấn đề quan trường thì trước sau thì người ta cũng hãm hại mình. Và thứ hai nữa là mình cũng thể bị mang họa về, bị tù. Mình không có được, thì mình là không có chủ định thì những cái người mà mạng yếu là sao, là người ta không có lập trường vững. Thì thầy xem coi cái mạng như mình á, biết là lớn hay nhỏ thì chúng ta xem nó có lập trường vững không. Khi mình nói cái chuyện đó là mình chắc chắn 100% mình làm không, dù cái đó là thành công tốt hay xấu, nhưng mà có cái chủ kiến chủ định của mình không ha. Chứ thầy chưa nói vấn đề mà gọi là cái người đó tốt hay là xấu ha, cái lập trường tốt lập trường xấu. Có những cái người ha, làm việc bậy nhưng mà vẫn khăng khăng là cho mình là đúng, cho mình cũng vẫn 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 bảo thủ theo cái quan điểm sống của mình đó. Thì đối với người mà lập trường vững thì phải đi vào con đường chính đạo ha, mà sáng suốt thì người ta mới thành công. Có những cái người mà lập trường mà gọi là vững đi vào con đường tà đạo ha, thì có ngày bị vô tù. Thì có những người giống như là đại ca giang hồ, đại ca giang hồ thì người ta cũng có cái lập trường vững của người ta, mạng người ta lớn, người ta làm đại ca, nhưng mà người ta không làm theo cái con đường gọi là chính nghĩa, nên nó hơi vô đạo đức một chút. Thì đương nhiên thì những cái người đó trước sau thì cũng phải mang họa, đó là thầy nói như vậy. Rồi có người nói là: thầy ơi, bây giờ người ta sửa sắc đẹp rồi, thầy xem được cái gì nữa mà xem? Thì thường vấn đề chúng ta xấu thì ta sửa cái đẹp thì nó chỉ là hình thức bên ngoài đó. Nhưng mà quan trọng nhất là mình cũng phải sửa từ cái tâm, chứ không phải là những người mà hô sửa sắc đẹp đó, mà cải giận hay là cải số mà giàu được là không có.
thì mình sửa ra vấn đề đó, mình coi cho mình để cho nó dễ coi thôi ha. Chứ số mạng nó có những người ta nói là đổi giận, rồi những người ta nói là gì đó đổi số mạng, mình sinh ra mình đẻ đầu thai lần hai nữa thì có không có anh. Rồi có những người hôn là nói là bắt cầu trường thọ, rồi khai cung tài bạc, nó không có khai cái được cái gì hết. Ở trên đời này là không có cái gì mà vấn đề mà mình đổi được ha. Quan trọng đổi là do là mình sửa từ cái tính tình của mình. Thí dụ như thầy nói, mình là con người xài tiền rộng rãi, có bao nhiêu xài hết bao nhiêu, có tiền vô là giống như tiền hành, thấy cái gì cũng cũng mua, thấy gì cũng ham, thấy đôi giày đẹp thì cũng mua, thấy cái áo thì cũng cái gì cũng thích thích ha. Thì ta nói giống như là con nhà Phật ha, họ thích là mang họ thích cái gì cũng thích, thích 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 cái gì cũng thích thì tiền nó cũng sẽ hết. Thì mình phải sửa cái tâm mình lại ha, mình phải giữ tiền đó, mình sống những cái gì nhu cầu thiết yếu thôi, nhất là cái ăn cái mặc, cái ăn là trước đó, những cái đầu tiên mình phải ăn mình mới sống được, là mình phải lo cái ăn trước, đồng tiền mình phải dự trữ cái ăn, ăn bữa nay thì mình lo ngày mai, bữa mai mình lo bữa kia, tháng này lo tháng nọ, năm này năm kia, năm này làm ăn được thì mình phải tích, mình sắm vàng sắm của, năm phân chỉ để mình thủ thân. Thầy nói những cái người mà giống như gọi là lao động bình thường ha, thầy không có nói những cái này mà những người mà giàu sang quyền quý dư ăn của để mà giàu mà địch quốc tiến đồn ha, thì miễn bàn vấn đề đó ha. Rồi có những người là thầy thấy là năm nay làm ăn được tiền, cái đầu cái xài tiền nhiều lên ha. Chúng ta giờ làm ăn như cái những người không biết là cái vận hạn mình năm đó cái đó nó tốt, rồi năm này như vậy năm kia đâu phải giống được như vậy, cái mai nó tới hoài đâu, rồi xài hết rồi khi khi mà cùng quẩn lên đó, thì hết tiền thì sẽ khổ. Thì con người khổ là do cái tính của mình sinh ra, gọi là thường ta nói là tính cách gọi là tạo nên số phận ha. Chứ không có cải số quán số, hay là mình có thể là cải cung tài bạch cho mình khai mình mở để mình tiền được, không có là không có. Nhiều người đừng có mê tín quá ha. Thầy làm thầy thiệt nhưng mà thầy không phải là mê tín, mình làm cái gì phải cho nó cái gì nó cũng rất là khoa học ha. Chứ cái môn này nó cũng không phải là mê tín gì hết, từ tướng số tử vi chỉ tay là cái môn nó rất là khoa học. Cái người mình không giải thích được thì mình hô là mê tín. Cái phần tâm linh nó không có gì hết, như phong thủy thì nó cũng không có gì. Hồi xưa thì người ta không có giảng ra, người ta nói như vậy thôi. Ví dụ người ta tới ta nói ta giờ ví dụ như thầy bây giờ thầy lên thầy nói thầy giảng như vậy thì mình nghe mình biết, chứ còn hồi xưa người ta thầy ta xem lên ta dòm mặt ta nói thôi, cái số này nó nghèo nè, số này nó ba vợ nè, người ta nói vậy thôi, người ta phán vậy thôi, ta đâu cần phải giải thích là vậy 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 đó. Nó mình nghĩ tưởng đâu là thần tiên ông này nó có ông có cái quyền lực gì mà ông tài giỏi giống như ông xuống đây ông phán cái này phán cái kia chính xác như vậy. Nó không phải như vậy ha. Tất cả con người người ta cũng phải học học rồi đúc kết từ những cái kinh nghiệm á, cái kinh nghiệm đó nó quan trọng đó. Rồi có người xuống hỏi gì vậy ha? Cũng có người cũng xem tướng thầy đó, thầy ơi cái lỗ mũi thầy to quá như vậy mà màu tốt nhưng mà không có lưỡng quyền thì làm sao mà hỏi thầy tốt hay thầy xấu nữa, có hỏi thầy nữa. Cũng nhiều người cũng cũng vui đó. Thầy cũng trả lời nếu tướng thầy mà tốt thì làm quan, thì đi làm quan rồi giờ thầy cũng không làm thầy làm cái gì hết. Tại vì con người á mà đi ra làm quan thì phải có hai cái pháp lệnh cái cục nó bự lên như nào, bự lên như nào, hai cái cục nó to lên, nó phải có cái rãnh này nè, hai cái pháp lệnh. Thường thường ta nói là tai to mặt bự ha, thì đúng, ta nói những cái tướng mà tai to mặt bự giống như Tập Cận Bình vậy đó, đó. Chúng ta thấy những người giống như diễn viên điện ảnh mà tướng mà đẹp vậy là đi sao làm quan được, giống như là Bình Minh vậy đó, tướng Bình Minh vậy đó, sao đi ra làm quan tòa được, nó không có được. Mỗi người á,
nó sinh ra thì có cái tướng số thì nó cũng phải phù hợp với cái nghề nghiệp. Và đối với cái chúng ta sinh ra chúng ta không chấp nhận cái nghề nghiệp thì đương nhiên là sao? Mà ta cố vô cái nghề, ví dụ như những cái người cha mẹ mình không biết cứ ép mình vào á, cha làm nghề gì thì con làm đấy, ví dụ cha mẹ muốn thích hát hò thì con cũng phải làm nghề ca sĩ, làm nghệ thuật. Rồi cha bây giờ làm quan thì bắt con cũng làm quan, nhưng mà tướng số không làm quan, bắt làm quan thì nó sẽ sao? Nó không có thích. À, mình khuyên vô thì nó làm cũng không giỏi, mà không làm trách nhiệm mà sơ hở à, thì cũng đi ở tù. Thì thường thường đó là cái con người mình á, thì theo như thầy á, thì tất cả những con em của chúng ta sinh ra á, là chúng ta phải có một cái lá số tử vi để xem mình nó phù hợp với ngành nghề gì. Người cái chân thì thích đi, thích chân đi đi rong rong ruổi đó vậy, mà cho bắt làm gọi là cái nghề nghiệp ngồi văn phòng, ngồi một chỗ thì không được á, thì không được. Trước sau gì đó nó cũng về cái bản ngã của mình. Nếu như mình thích cái gì thì mình làm, thì mình cảm thấy mình không mệt, mình cảm thấy mình vui. Và những cái nghề gì mà mình không thích mà bắt ép thì mình bực bội lắm ha. Ví dụ như thầy nói những cái đứa mà nó không có học được, mà bây giờ mình ép nó, bắt nó ngày nào nó ngồi nó viết chữ, nó học, nó đọc sách, sao nó chịu được? Có những cái người mà nó thích đọc sách, nó thánh hiền, nó tâm nó thiện, nó có căn tu, thích nghiên cứu, mình kêu nó rủ đi chơi ha, đi rong rong tối ngày, đi ra ngoài đường bạn bè làm chuyện này kia, nó không có đi đâu, nó không có đi. Thì bởi có những người tại sao nhỏ mà tánh như cụ non cụ già là vậy đó. Đó là thầy Trung cũng là chia sẻ vấn đề mà về cái con em của chúng mình ha, con em của chúng ta lớn lên thì con phải định hướng một cái nghề nghiệp. Còn những cái đứa mà làm ví dụ như nghề tài 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 chính kế toán ở bên ngân hàng, làm cái nghề bên gọi là kỹ sư, bác sĩ, y tá, thợ điện. Còn có những người có tính cách gọi là bày hày dơ dáy dục chạc, mình đi cho làm những cái nghề mà giàu mà gọi là có tính chất tỉ mỉ thì nó cũng không được. Thì mỗi người nó có cái tài năng riêng đó. Con người mình sinh ra ai cũng có tài năng, nhưng mà bắt buộc nó phải đúng vào cái nghề nghiệp, cái số mệnh thì nó phải phát triển được tài năng đó. Thì Chung cũng xin nói lại vấn đề gọi là con em của chúng ta ha, mình phải hướng nghiệp cho nó, chứ nhầm đứa thì nó tội nghiệp lắm. Nó sinh ra thì nó đi học bạn bè thì cái ngành nghề bắt chước đi theo. Ngày xưa hồi nhỏ thầy cũng vậy, thầy cũng đi học thì bạn bè thích cái ngành đó, thi ngành đó được lắm ha, làm ngành kinh tế làm ăn được lắm, có tiền, hay là ngành lực, hay là người gọi bác sĩ, hay là những cái ngành mà gọi là giống hồi xưa giống như gọi là sư phạm, nó cũng không ai thi, với nhạc viện cũng không ai thi nữa ha. Ví dụ thầy nói vậy rồi. Rồi cha mẹ mình thì cũng không phải được những cái may mắn những người khác, ví dụ những người cha mẹ mà con mà cái người ta kỹ lưỡng á, khi mà sanh ra là tối ngày sanh tháng đẻ ta tới thầy ta xem nữa, thầy hay người ta đã xem về ta hướng nghiệp con mình rồi, ta khuyên con mình vào cái nghề gì. Thì bây giờ xã hội thầy nói cũng rất là nhiều á, con em mình học vào đại học rất là nhiều, nhưng mà đa số đều làm trái với cái nghề hết. 100 là thì thấy đó là hết là cũng 70-80 người gọi là không làm đúng cái nghề mình. Có những cái nghề mà muốn học đã rồi muốn ra làm nhưng mà cũng không xin được nữa, có người phải bỏ phố về rừng, có những người phải bám trụ đất Sài Gòn nhưng mà lúc cuộc sống cũng không nổi. Thì thầy khuyên thì tất cả mọi người ha, nên làm theo cái sở thích của mình, bất kỳ cái ngành nghề gì cũng được, từ ăn chơi cho đến gọi là đi làm quan ha. Những người mà thích ăn chơi thì mình ví dụ như là những người mà thích xe cộ độ xe á, thì thôi mở tiệm xe ra ha, mình vừa là test xe rồi mình mua xe rồi mình chạy xe,
chứ đừng có mình chống cản nó ha, thì nó cũng không được. Còn những người mà con em mình nó thích vấn đề vào cái giờ nghiên cứu hay làm công việc nhẹ nhàng á, thì mình cũng phải cho nó vào cái này đó. Không thích ca hát thì cũng đừng có ép ha. Còn nó đi ca hát được thì cứ cho ha, đừng có nói làm người cái là cái nghề ca hát là sướng ca vô lậu á, có những người ta cũng chê như vậy. Thầy Trung cũng có cái bài nói chuyện tâm sự đời thường ha, tâm sự đời thường. Thì tất cả chúng ta thì xem kênh của thầy Trung thì thầy Trung cũng rất quý mến ha. Có cái gì thì góp ý ha, thì comment dưới rồi thầy cũng xin trả lời ha. Trả lời thì đương nhiên làm cái gì thì nó cũng có cái thiếu sót ha. Tại vì thầy lên đây nói thì thầy cũng nói trực tiếp ha, chứ thầy cũng thường thường thầy cũng không có soạn bài ha. Giống như mình lên mình thường thường một ông thủ tướng ông lên thì ông phải có diễn văn, ông có bài vở ha. Khi mình nói chuyện như vậy thì thầy nói tới đâu thì suy nghĩ tới đâu thì nói tới đó ha. Thì nó bài vở thì nó không có lớp lan ha. Đôi lúc một khi thì nó nói cũng nói thầy ở thầy nói mênh mông, nó tràn lan quá thì đúng rồi, cái việc gì nó cũng nhiều, chúng ta xem để cho vui thôi ha. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói tiếp theo ha. Rồi thì Trung xin chào. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Thầy Trung cũng cầu xin mọi người cũng có một cuộc sống tốt đẹp ha. Thôi chúng ta ráng ha, cái gì cái khổ thì nó cũng qua. Ai sống trên đời này thì cũng khổ, nhất là tuổi trẻ ha. Mình cũng không được may mắn như những người khác thì chúng ta phải phấn đấu. Những người sống xa quê hương thì cái tuổi trẻ ai cũng cực khổ. Có những người mà giàu trong trứng giàu ra thì người ta hưởng. Còn đối với những người tuổi trẻ thì chúng ta đừng có mong là hưởng thụ mà có sự nghiệp nào từ hàng 40 mấy tới 50 ha. À, chúng ta mới sự nghiệp, còn dòng người đó 40 mấy 50 cũng còn chưa có nữa. À, tuổi ta nhỏ thầy ơi, giờ còn khổ quá này nọ, chuyện nhỏ là khổ bình thường á. Có những người mà không khổ là có cha mẹ là tài sản đưa lại đưa ra rồi phụ giúp thôi, chứ những người lập nghiệp ai cũng vậy, sanh con đẻ cái, tạo dựng nhà cửa, cái ăn cái mặc nó rất là khó. Chúng ta phải vượt qua từ hàng tứ tầng cho tới gọi là ngũ thập niên mới biết tri thương mạng. Thì con người ta 50 tuổi thì ta mới biết được cuộc đời này nó như thế nào á. Còn tuổi trẻ mình chưa đâu á, nó còn nhỏ, mình nói chuyện mà số mạnh thì nó không có biết được cái gì là số mạnh đâu á. Nói ông này ông nói gì đúng là tại nó chưa có gặp, chưa té, chưa ngã, chưa từng thất bại. Thì đương nhiên nó nói cũng đúng, nó cũng đúng. Rồi thầy có bữa nói chuyện hôm nay thôi thì dần ngăn, đôi lúc khi thầy nói về cái thì suy nghĩ thì nó hoài thì nó rất là nhiều. Thôi thầy Trung cũng tạm dừng tại đây.